Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại và hôm nay chúng ta có sự hiện diện của hai chiếc găng tay đang ngủ trưa. Vâng, nhân vật nguy hiểm của chúng ta hôm nay là con muỗi này. What? Găng tay đá bào. Rồi rồi, có đồ ăn mà còn giấu trong vỏ à? Lại còn giả vờ ngủ à? Được, thế thì cho. Trộm. Vâng, và sau đây sẽ là thử thách đi trên bánh năng của nhà văn. À nhầm, hình như cái tờ kia là viết nhạc hay sao ấy nhỉ? Sợ vỏ. Ui, vô lý. À đây không phải bánh năng mà là phi la tốt. Vâng, chúng ta có sự góp mặt của người đi đầu thành công và mấy anh nhà giàu. Rảnh không có việc gì làm đi chuyển đá. Rồi rồi, chuyển nhanh em bạn nè. Chuyển này ớ. Dạ vâng, vẫn là chú gấu tinh nghịch của chúng ta. Hôm nay bạn cho mình chơi cái gì đấy nhỉ? Ok, bình tĩnh đi bạn, bình tĩnh nào. What? Chè. Vâng, anh cá không được đẹp, đang tắm cho một con bét ạ. Nhìn con bét của anh ta thông minh như cái mặt của nó ạ. Sợ chạy nhỉ? Vâng, một hành động rất quyết đoán của anh ta đã tiễn một ông cháu lên đường ạ.